thông đạt thấu hiểu mà không bị mê hoặc, đây chính là huệ. Đặc biệt là ở thời đại hiện tại này của chúng ta, cũng giống như trong Kinh Lăng Nghiêm đã nói, tà sư nói pháp nhiều như cát sông Hằng. Đâu là chánh pháp, đâu là tà pháp, bạn phải có năng lực phân biệt. Đây là huệ. Không đến nỗi học sai pháp môn. Làm thiện thì sao? Là tu phước. Phía trước đã nói qua cùng với các vị rồi, phước rất quan trọng, chúng ta không nên xem thường. Bạn xem, thành Phật, chúng ta ở trong tam quy y, quy y Phật, quy y Phật lưỡng túc tôn. Lưỡng là hai điều, túc là ý nghĩa viên mãn, hai thứ viên mãn. Một loại là trí tuệ viên mãn, một loại là phước báo viên mãn. Phật có phước báo, phước báo viên mãn. Phước báo từ đâu mà ra vậy? Phải tu à, không tu làm sao có được. Cho nên Phật dạy chúng ta phải tu phước, tu huệ. Không thể không tu phước báo, không có phước báo không thể độ chúng sanh. Bạn muốn độ chúng sanh nhất định phải có đại phước báo. Có phước không có huệ không thể độ chúng sanh, có huệ không có phước cũng không thể độ chúng sanh. Cho nên muốn giúp đỡ tất cả chúng sanh phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui, nhất định là phước huệ song tu. Chúng ta nhất tâm xưng danh, phát nguyện cầu sanh tịnh độ, đây là huệ. Chúng ta tu tam phước, tu sáu phép hòa, tu lục độ, đây là phước. Trong phước có huệ, trong huệ có phước. Cho nên nhất định hiểu được làm thiện. Bạn xem, chúng ta xem thấy ở trên kinh Phật A Di Đà, mỗi niệm đều đang làm thiện, giáo hóa tất cả chúng sanh, giúp đỡ tất cả chúng sanh. Đây là pháp bố thí, kiến tạo thế giới Tây Phương Cực Lạc để chúng ta đến bên đó tu học, là tài bố thí. Chúng ta đến thế giới Tây Phương Cực Lạc để hưởng phước của Phật A-di-đà. Ngài ở đó đã xây dựng tốt đẹp rồi, hoàn hảo rồi. Chúng ta đến nơi đó để hưởng phước. Năm kiếp tu thành, tu được thế giới Tây Phương Cực Lạc, chúng ta đến nơi đó để hưởng phước. Cho nên Di-đà, Ngài thật là tài bố thí, pháp bố thí, vô úy bố thí, ba loại bố thí đều làm được viên mãn. Tiện trì kinh giới, đây chính là nói chúng ta nhất định phải đọc tụng, phải khuyên người khác phía sau tam phước đọc tụng đại thừa, khuyến tấn hành giả. Ngày nay chúng ta đọc tụng đại thừa phải nên từ kinh Vô Lượng Thọ bắt tay. Trước tiên thuộc kinh Vô Lượng Thọ, đến khi bộ kinh này thông đạt rồi, chính mình nắm chắc phần giảng sanh, mới có thể lướt qua các kinh điển đại thừa khác. Chưa nắm chắc phần giảng sanh, các kinh điển đại thừa khác chúng ta không cần phải xem. Một lòng một dạ chuyên cầu giảng sanh. Tất cả kinh giáo thì sao? Khi đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, thấy được Phật A-di-đà, chúng ta tiếp tục đi làm pháp môn Vô Lượng Thệ Nguyện học, thấy được Phật A-di-đà không sợ nữa, bảo đảm rồi tuổi thọ lại vô lượng, có được thời gian kinh giáo có nhiều hơn, chúng ta có thể học từ từ, an tâm mà học tập. Hiện tại không được, học quá nhiều sẽ tạp, e rằng giảng sanh phải gặp khó.
Cho nên đây là một sự việc vô cùng trọng đại. Tứ hoàng thệ nguyện này, tôi thường hay khuyên các đồng tu, hai nguyện đầu bây giờ làm, hai nguyện sau học pháp môn thành Phật đạo, đến khi thế giới cực lạc mới làm. Tứ hoàng thệ nguyện phân làm hai: mạng chung bất phục, cánh tam ác đạo, tức sanh ngạ quốc. Đây là người nghiệp chướng rất nặng, sanh đến thế giới Tây Phương cực lạc. Sau khi đến thế giới Tây Phương cực lạc, dù cho nguyện lực của bạn rất lớn, bạn phải đến mười phương thế giới để hóa độ chúng sanh. Như Bồ Tát Quán Thế Âm tùy loại hóa thân, vậy thì những tội nghiệp cực trọng trong quá khứ của bạn còn phải chịu quả báo không? Không thể nào. Nhất định không còn phải đọa vào ba đường ác. Câu này là tông chỉ rất trọng yếu của lời nguyện này. Câu này là tối trọng yếu, không cần phải như Đề Bà Đạt Đa. Chúng ta ở trong Phật Kinh xem thấy Đề Bà Đạt Đa tạo tội ngũ nghịch, phải đọa địa ngục. Tôi đọa địa ngục xong rồi mới có thể ra được. Chúng ta niệm Phật đến thế giới Tây Phương cực lạc không thể, tuyệt đối không thể như vậy. Đoạn thứ 13: ngã tác Phật thời quốc vô phụ nữ, nhược hữu nữ nhân văn ngã danh tự đắc thanh tịnh tính, phát bồ đề tâm yểm hoạn nữ thân, nguyện sanh ngã quốc, chung mạng tức hóa nam tử, lai ngã sát độ. Đây là nguyện thứ 22-23. Thế giới Tây Phương là một thế giới bình đẳng. Các vị thử nghĩ xem, có người nam, có người nữ thì không bình đẳng. Vậy thì phải có gây lộn rồi. Thế giới Tây Phương cực lạc bình đẳng, cho nên Phật A-di-đà rất thông minh. Đại khái xem qua rất nhiều thế giới, có người nam, có người nữ, ngày ngày xào xáo bất an. Do đó Ngài nghĩ cái thế giới này thấy đều là giống nhau, toàn là người nam, không có người nữ. Phàm là người nữ dẫn sanh đến thế giới Tây Phương cực lạc, thấy đều sanh nam. Hơn nữa thân tướng là như nhau, hoàn toàn giống như Phật A-di-đà. Việc này chúng ta đều từ trong bổn nguyện này của Phật xem thấy, chân thật là hy hữu đệ nhất. Mười phương thế giới chư Phật không có việc này, nơi đó của Ngài là chân thật, làm đến được bình đẳng. Cho nên Đại sư Thiện Đạo nói, đây là oai thần bổn nguyện của Di Đà. Vì thế người nữ thế giới mười phương niệm Phật khi lâm chung giảng sanh, thấy đều sanh thân đăng, thấy đều thân tướng của Phật. Phật vừa đến tiếp dẫn, Phật quang vừa chiếu, hóa thân này lập tức liền hiện tiền, dục thân của chúng ta liền xả bỏ, tự mình liền được hóa thân mới, cùng với thân Phật như nhau. Cho nên không phải nói đến thế giới Tây Phương cực lạc thì giống như một đứa con nít từ từ lớn lên, vậy thì có sanh có diệt rồi. Là có sanh có diệt. Thế giới Tây Phương không có sanh diệt, hoàn toàn là hóa thân, thân tướng đã hiện, tướng trạng lập tức liền giống như Phật A-di-đà. Chúng ta xem tiếp nguyện sau đây: thập phương thế giới chư chúng sanh loại, sanh ngã quốc giả, giai ư thất bảo, thì liên hoa trung hóa sanh, nhược bất dị giả, bất thụ chánh giác. Lời nguyện này là